Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là phòng thủ tường thành anh em. Phòng thủ gọi là lũ quỷ dữ anh em ạ. Gọi là cái gì nhỉ? Hero War anh em nhá. Và nếu anh em nào thích video này, hãy để lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất thôi anh em. Vẫn như hôm qua, không có gì khác cả. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào, let's go. Thì hôm qua có rất là nhiều bạn đã comment dưới này thì mình sẽ anh hãy vào chợ và mua mũi tên sử thi chỉ cần 150 ruby thôi, siêu mạnh. Ai à, thế có mũi tên sử thi à? Rồi ok, nhận luôn, vào chợ luôn nhờ. Vào chợ này thì bạn nnhtv gì đó anh em ạ. Ok, mũi tên sử thi à, anh em mua ở đâu ấy? Chợ đen à? Mũi tên đinh, sách địa ngục, mũi tên nọc à, đây á, thể bám mặt nước à, cái gì là mũi tên à, có phải mũi tên này không? Future sử thi là sao, cái nào nhỉ, cái nào là mũi tên ngon nhỉ anh em, tôi không biết. Có cả đấy kìa, hòm bá vương, cái này là lấy rồi. 150 game à, sách địa ngục. Sách địa ngục làm gì? Nâng cấp là thứ đặc biệt của mũi tên anh em ạ. Ai chà. Xem nào, cái này sao nhỉ, 150 à, mua luôn không? Ồ, vậy nồi, cái gì ấy, cái gì tôi vừa mua đấy, chết dở. À đây rồi, mũi tên sử thi rồi anh em ơi, 55 công, nó khỏe hơn cả cái này cơ. Woo, yeah, trang bị luôn cho thằng này. Cái này thì trang bị cho cái con có mũi tên độc ra. Đây là ba cái gọi là khỏe nhất, hiện tại đang khỏe nhất trong cái đội hình của chúng ta đây anh em ạ. Có vẻ là ngon nhất đúng không? Cái này là level 1, level 18. Cái này thì chúng ta sẽ lò rèn nâng cấp chế tạo, mình có thể là lấy lại được không ta? Không lấy lại được thì chịu nhá, không lại được thì bó tay chấm cơm ấy. Ok, chúng ta sẽ lò rèn này lên này anh em ơi. À không, cho cái này là này. Rồi cho phát 3 level luôn ạ. Nó ra nó cũng không quá nhiều level lắm. Thế thì giữ lại cái này đi, thì sau này còn dùng anh em ạ. Nhớ đâu sau này còn dùng thì sao, đúng không? Rồi ok, nâng cấp luôn. Nâng cấp luôn đấy anh em nhờ, cho nó khỏe. Rồi đấy, sau khi nâng cấp xong thì chúng ta sẽ làm gì đây? Mình không biết làm gì bây giờ. Nhưng mà thôi kệ, cứ chơi thôi. Không biết là làm gì bây giờ đây. Có vẻ như bây giờ chúng ta khỏe hơn rất là nhiều nhá. Úi xồi ôi. Vào đây bạn ơi, vào đây bạn ơi. Vào đây các bạn ơi. Trời ơi. Đố các bạn vào luôn đấy. Đố các bạn vào được luôn chỗ này đấy. Chỗ này là cực kỳ là khó gọi là tiếp cận nhá. Các bạn vào được thì tôi gọi là bái phục sát đất. Không vào được đâu. Thì chắc chắn là không vào được đâu anh em. Đúng không? Không vào nổi luôn ý. Oh yeah. Cảm tử à? Bắn đi đâu ấy? Mũi tên bắn đi đâu ấy? Tường thành vẫn chưa bị gọi là suy sụp một tí nào anh em ạ. Nổ. Quân địch đang chuẩn bị lao vào. Bom hạt nhân ạ. À. Ui ôi, chết hết luôn anh em ơi. Đi chưa? Ui giời. Chỗ này mình lúc này mình đông này. Ok. Tên lửa nào được triệu tập và kêu gọi lên ạ. Ui dễ quá. Anh em thấy cảm giác dễ không? Dễ vãi trưởng luôn. Đá hiếm à. Pha lê, cho nhận thêm cả pha lê luôn nha. Phòng thí nghiệm nâng cấp được cho thằng nào ấy? Cung thủ chính, cung thủ phụ trợ. Cung thủ phụ trợ cũng sẽ cần phải lên chứ, đúng không? Nâng cấp hết cho cung thủ phụ trợ rồi. Cung thủ chính còn không lên được một tí nào cơ. Bó tay chấm con luôn đấy. Bắn nào bạn ơi. Tên lửa của mình ạ. Mình nhìn nhầm anh em ạ. Mình cứ tưởng tên lửa của nó cơ. Cứ tưởng là tên lửa của nó. Cứ tưởng vào đây. Vào đây nào. Bắn hết. Đánh hết. Bắn từ xa thì xoắn chỗ này anh em. Không xoắn tí nào cả. Ok. Tên lửa bắn rất xa luôn. Ném bom cảm tử à? Các bạn vào đây không,
có trận cuối là boss ấy. Trận cuối chắc là nhiều boss. Oh my god, cho một quả tên lửa là đi hết đời nhà ma luôn, đi hết hàng tiền đạo luôn, không còn gì để có thể đỡ được. Yeah, thể báo mà nước thêm một cái hòm nữa kìa, nó là đá anh em ạ, kiểu là đá đủ gì đó thôi. MU à, MU original à, nhìn hay đấy. Quay à, vòng quay may mắn hôm qua mình chưa quay, giúp về cơ hội. Ok, cái gì ơi bạn ơi, được một cái bình gì đó, vật phẩm, cái bình như kiểu là răng dùng gì đấy. Nhìn nó cũng buồn cười nhờ. Đá hiếm ạ, đá hiếm thì mình sẽ nâng cấp cho cái kho vũ khí của mình nó khỏe hơn không. Đá hiếm này anh em, lực tấn công khoảng 4.3%, thiệt hại loại chí mạng. Ok, trang bị luôn đá của trời đặc biệt, lực tấn công 5.4, sức mạnh kỹ năng giảm gian phục hồi, được anh em ạ. Trang bị luôn cho chưa mở khóa cái này. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ khỏe hơn khá nhiều nha anh em. Xôi ôi, bắn nhanh hơn, khả năng hồi skill nhanh hơn. Mình thì mình cũng không cần, chưa cần hồi skill vội. Cái tên lửa một cái là súng thịt nướng anh em ạ, đều rất mạnh. Chắc chỉ cần nâng cấp cho những thằng đệ của chúng ta thôi. Nó sẽ còn full cả cái hàng này cơ anh em ạ nha. Cái kiểu dạng thủ thành mà, nhưng mà vui mà. Để lót mất một con này, để những cái đạn lớn ấy để đánh bọn này anh em. Úi rồi, chúng ta dùng cái đấy là hết cả chiêu thức luôn anh em ạ. Hết luôn cả năng lượng kìa, bó tay chống con luôn. Vào đây bạn ơi, vào đi nào bạn ơi. Đố bạn bắt được tôi đấy, đố bạn bắt được tôi đấy, nghe chưa? Chết mày đi cưng. Yeah, quay lại. C sẽ là 4.1% gì đấy. Chợ này, bây giờ có một cái mũi tên này nhờ, có những mũi tên siêu to khổng lồ này thì đúng là đỉnh đấy. Nhưng cứ đánh thôi, đánh đi em, mình cứ làm hết cái đống nhiệm vụ hàng ngày của mình đã, xong rồi mình thì sao mà được anh em nhá. Lướt qua quá nhanh luôn, lướt qua quá nhanh luôn, ba con luôn anh em ạ, ba con nó tấn công vào cái mặt trận đấy thì mình vẫn đánh được. Nổ chưa, không nổ đi, nổ đi, không nổ đi, bó tay chấm con luôn, bó tay chấm con luôn, lên. Bắn giáp thế này thì các bạn không thể vào đâu, chắc là như vậy rồi. Ui, con gì đây anh em ơi, con này nó khá khỏe. Ui, con gì đây, con gì vừa xuất hiện đây anh em. Đã xây xong tủ đồ, bạn có thể mang cung và mũ mới. Tủ đồ. Đây là phần quà nếu mà chúng ta đăng nhập chơi đủ anh em ạ, cho thêm 5.000 này. Tủ đồ, cổng không gian để làm gì nhỉ? À, có nghĩa là chúng ta đi chiếm gọi là lãnh thổ anh em ạ, giống hệt luôn kia luôn. 10 này, khai chiến anh em ơi, khai chiến bạn ơi, vào đây nào. Đâu rồi? Chúng ta đi chiếm lãnh thổ cũng hay mà anh em. Chúng ta sẽ nhận được cái quà tặng mà đi chiếm lãnh thổ càng nhiều càng tốt anh em nhá. Đa dạng như vậy, mình thấy hay. Xôi ui, bao giờ tôi mới có khoảng 3-4 con nó xuất hiện đây nhìn, thì nhìn nó đẹp hơn á. Nhờ chiếm lãnh thổ anh, chúng ta đăng nhiệm vụ đi chiếm lãnh thổ thôi. Con này nó không làm gì được đâu, cho nó quả gọi là tên lượng, cái này quả hạt nhân anh em ạ. Bom nấm, cái này quả đấy là bom nấm. Mà dùng xong bom hạt nhân là mình vẫn còn dùng những cái chiêu tên lửa kia cơ. Còn mình dùng cái chiêu đầu tiên thì đúng là hết sạch luôn. Ok chưa? Quảng cáo đâu ra vậy? Đùa tôi ạ. Đây rồi, mình chiếm được một cái cứ điểm ở đây anh em. Cái này cái gì ấy? Mỏ gold à? Wow, không biết liệu ăn được không ta? Nhìn cái mỏ gold này có vẻ là được, cho chiếm cái mỏ gold này nó tăng cái lượng tiền chúng ta, tội gì đúng không?
chiếm một đống mỏ luôn ạ. Hay thật, mở rộng phương quốc đấy. Cái này giống hệt cái Growcaster anh em ơi. Anh em thấy có giống không? Mình thấy siêu giống cái Growcaster luôn. Chả khác đấy gì cả. Ok ok, ném bom ném bom. Đây là súng ngoài hành tinh rồi anh em ơi. Một quả gọi là sử thi rồi. Gần như là mạnh nhất ở trong cái game này rồi anh em. Chắc là không có cái gì có thể mạnh hơn nó đâu. Đoán là như vậy. Chắc là như vậy luôn, nhưng đoán làm gì. Lâu. Đấy là tường cực lớn luôn. Vào là chết, vào là chết. Đánh là chết, gặp là chết. Bắn là chết, bắn là bay màu. Phía dưới này anh em. Quân đội đông thì mình bắn hết. Yeah, chúng ta chiếm được cái mỏ này. Cái mỏ này mình thấy quan trọng này. Mỏ vàng của chúng ta đã kiếm chiếm được rồi. Đây là mỏ gì đây, mỏ pin năng lượng à? Mỏ gọi là để đánh ấy, thêm điểm ấy. Mỏ ngọc này. Ủa. Ủa. Thế giới anh em ạ. Ui ủa. Thế giới còn xa lắm. Ui. Đây là đảo. Đảo máu à. Wow. Cái này hầm ngục thì sao ra. Ui ủa. Hầm ngục gì đây. Có những cái mỏ gì đó đây. Cái này còn chưa mở ra cơ anh em ạ. Hay phết. Hay nha. Ui đá hiếm này. Đá vàng là đá hiếm đấy anh em ạ. Cơ bản là một cái kim có thể chọc người. Dã man. Hòm quân nhân là mù kẻ mắt kẻ địch bằng ánh sáng ở mông. Mũi tên đom đóm. Cơ bản cái là cái dao rồi. Cái dao mà mình đã từng gặp rồi. Nhá. Không có gì gọi là mới mẻ cả. Đơn giản thôi mà. Nhiệm vụ của chúng ta cũng xong một số nhiệm vụ, được thêm một số cái bình nước gì đấy. Nhiệm vụ này thì chưa nhận được nha anh em. Màn chơi đã được thay đổi rồi anh em ơi. Gặp những thằng bắn súng rồi. Kiếm chém là phần 1 à. Đông hơn đấy anh em ạ. Chúng ta vẫn hạ được. Chúng ta có cái bình ở bên kia nên nó khá ngon. Bình đi sắp hết rồi. Nhưng vẫn đủ sức gọi là sát thương rất là lớn luôn. Đưa boss đến đây nhá. Đưa boss đến đây nha anh em. Không có boss thì nghỉ ngay đi cưng. Không có boss đâu nhỉ? Không có boss à? Trận này không có boss rồi. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Tuyệt vời chưa? Yeah. Đi đến đâu bắn đến đấy luôn ạ. À. Hay chưa? Đó, hay luôn. Còn gì ở đây nữa? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cả ba cái đều rất khỏe. Nếu mà mai mình vào chợ tiếp thì mình có thể mua được cái gì nữa không? Thể bắn mặt mình mua 3 cái này à? Có lẽ tôi mua 3 cái mũi tên này anh em ạ. Đẹp. Mũi tên đinh. Fuser sử thi. Mũi tên nọc độc. Cái này là. Nhưng mua cái thứ hai thì sẽ đắt. Thì ra vậy. Mai mua cái này đi. Sách địa ngục. Cái này nâng cấp tiên dược. Cái điểm gì? Nâng cấp mũi tên thuộc tính ma thuật. Thêm khả năng thôi. Thêm khả năng bắn tốt hơn thôi. Kiểu dạng như vậy. Rồi thì chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp nha. Bye bye.